Xin chào quý cô bác anh chị đến với kênh Ký Sự TV. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 và có một cái thông tin rất là vui đến từ cha con anh Thu và bé Tiên nha mọi người. Theo cái tin mà em vừa nhận được thì anh Thu đã chính thức là gửi bé Tiên về dưới Biên Hòa cho người cô chăm sóc nha cô chú anh chị. Đây là cái tin mới nhất mà em vừa mới nhận được trong đêm qua. Anh Thu đã chính thức là nói rằng cũng muốn là chiều lòng Mạnh Thường Quân và khán giả, và cũng không muốn giữ bé lại nữa, bởi vì là bé quá sợ mình đi, mà cũng không biết lý do vì sao con gái mình lại sợ mình như vậy. Nên anh Thu đã quyết định là đưa bé về ở dưới quê rồi. Đây là một cái tin vui nha cô chú anh chị, một cái tin vui. Bởi vì là trong suốt thời gian qua, rất nhiều quý vị khán giả đã gọi về cho kênh để mà có những cái lời chia sẻ góp ý cho anh Thu. Ai cũng khuyên là anh Thu nên gửi con gái mình về dưới quê, chứ đừng nên giữ bên cạnh như vậy, tội nghiệp cho bé. Thứ nhất là bé không được gọi là chữa căn bệnh của mình, và thứ hai là nếu như cứ càng ngày càng ở như vậy thì căn bệnh của em sẽ càng ngày càng nặng hơn, chứ không có bớt được. Còn cái vấn đề đi học thì nên gác lại, chứ bây giờ nếu như cứ cố chấp giữ bé bên cạnh thì rõ ràng là căn bệnh của bé sẽ rất là khó đoán luôn. Và mới đây nhất có một vị khán giả cũng gọi về cho kênh để mà có những lời góp ý và chia sẻ sau khi bé Tiên đã được đưa về với người cô. Em tin rằng là rất nhiều khán giả cũng đồng tình với cái ý kiến của cô này. Cô này ở khá xa nha mọi người, ở tận ngoài Bắc cơ, nhưng vẫn có những cái lời xúc động gửi cho bé Tiên, và đặc biệt là gửi cho anh Thu, để anh có một cái hướng xử lý đúng đắn và không phụ lòng Mạnh Thường Quân đã giúp mình trong những cái thời gian vừa qua. Một câu chuyện mà gây rất nhiều những tranh cãi luôn, khi anh Thu vô tình vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả và những cái tin đồn không đáng có khi mà anh giữ con gái bên cạnh mình và hai cha con sống chung trong một căn phòng trọ. Thì bây giờ để không mất thời gian quý vị, kính mời khán giả sẽ cùng với Ký Sự TV lắng nghe một cái đoạn chia sẻ rất là hay của cô khán giả gọi về từ ngoài Bắc nha mọi người. Thế nghe tin là bé Tiên này là con của bố, nhưng mà tôi là người ở thôn Hà Nam, xã Đông Sơn, huyện Yên Lăng, tỉnh Lạng Sơn đây. Dạ. Tôi thấy những cái thông tin coi như là rất buồn nhiều. Tôi có ý là bé Tiên là còn tí, mới mà năm nay mới 12 tuổi đầu, nhưng mà bố đi tù 8 năm mới về. Thế có nghe trên trên mạng điện thoại cũng nghe thấy là đau xót lắm, một đứa trẻ nó còn bé như thế. Dạ. Nếu mà bố con thì là vẫn bố con. Bố con trong nhà thì là ăn với nhau, ở với nhau, rồi cho nó đi ăn đi học thì nó ngoan, thế nó sẽ âu yếm bố. Nhưng mà cái này nghe qua là hỏi các khán giả mà hỏi để cho nói là bé Tiên là toàn khóc thôi. Dạ. Là nó có cái ý định của nó rồi, nhưng mà chẳng qua bố người đấy nó không dám nói ra hỏi con cháu. Vâng, tôi là người ở thôn Hà Nam nhưng mà xã Đông Sơn mình chỉ Lăng đây, người ở Lạng Sơn, nhưng mà đau xót lắm. Rất đau xót nhìn cái đứa trẻ và nhà đau xót lắm. Thì bây giờ tôi có ý kiến là bây giờ tốt nhất là các khán giả mà để các anh mà làm ở bên thông tin bên bên trẻ em ấy, có những cái gì mà khó khăn đấy là bây giờ giúp đỡ đứa trẻ là đi về với bà cô, mất mất về cô, hay là về bác, hay là về với anh em họ, là mang vào cho cái chỗ mà nhà trẻ mồ côi để nó sống nó yên lành, nó không có cái gì vướng mắc, để nó tâm lý của nó hơi khổ. Bây giờ nó đang khổ, nó đang khổ sở, lúc nào nó cũng khóc, nhìn trên mạng này nói là toàn lắc đầu không đổi ba là nó khổ lắm rồi. Thì đứa trẻ 12 tuổi không âu yếm gì, coi nhà là bố đấy, là bố người đáng nói là bố là nó rất quý con, mà con nó rất âu yếm bố rồi, nó phải cái này ngồi đâu nước mắt rơi lòng giọng như thế rồi còn gì bố con chứ mẹ cho rất khổ nhiều đó. Yeah. Và tôi có ý kiến là góp ý là bây giờ làm thế nào mà để đứa trẻ nó khác ở một trên một chỗ với sau mà mang đi cha con côi để nó còn học hỏi người ta, xong rồi ai thương yêu nó là sau năm 18 tuổi ai thương yêu nó thì nó còn quấn quýt để làm một cái gia đình nhỏ của nó, để ở đâu thì ở, nó đi làm thuê làm mướn nó ăn. Và là câu chuyện của hai cha con anh Thu và bé Tiên cũng đi đến cái hồi kết rồi nha cô chú anh chị. Chúng ta cũng rất là mừng khi mà anh Thu đã nhận ra được những cái việc làm không hợp lý của mình, để sớm gọi là đưa bé Tiên về dưới người quê cho người cô chăm sóc. Khán giả có một số người nói rằng là một số khán giả lên khuyên đưa bé về dưới quê là hành động chia cắt tình cha con. Nhưng mà theo mình thì cũng không hẳn đâu cô chú anh chị. Đó là cái việc làm tốt nhất cho bé thôi trong cái thời điểm này.
Chứ nếu như còn ngày nào còn ở với cha thì bé càng trở nên u uất hơn thôi, chứ không phát triển được, không có mở mang đầu óc được. Chúng ta đồng ý rằng là ai cũng muốn là bé có được một tình cha, tình phụ tử thật là thiêng liêng. Nhưng mà rõ ràng trong cái thời điểm như thế này thì rất là khó để mà dung hòa được hai việc là muốn chữa bệnh cho bé cũng như bé có được tình cha. Phải chọn một trong hai thì có chú anh vậy. Có thể là bé về dưới quê được người cô chăm sóc, được mở mang đầu óc nhiều hơn và tiếp nhận từ từ những cái lời khuyên từ người cô, thì có thể là sẽ hàn gắn được cái mối cha con. Chứ bây giờ ở với người cha, bé rất là trầm cảm luôn mọi người, lúc nào cũng khóc và không có những cái lời chia sẻ từ một đứa trẻ. Nên hy vọng là chúng ta cũng hiểu được cái điều này. Không ai chỉ các tình cha con của anh Thu cả, chúng ta chỉ muốn tốt cho hai cha con thôi. Anh Thu tránh được những cái lời điều tiếng không tốt khi mở chung với con gái của mình, còn bé Tiên thì có được một cái điều kiện tốt nhất để mà chữa bệnh. Còn về cái vấn đề học của bé thì mình nghĩ là sau khi về với người cô một thời gian thì sẽ bắt đầu cho bé đi học cũng được, cũng chưa muộn của chú vậy. Chứ bây giờ cái tình trạng bé như vậy thì làm sao mà học mọi người, học không vào đâu, mình tin là không vào đâu. Nên là cứ để cho bé ở với người cô rồi chăm sóc một cách nó tử tế là đủ. Sau một thời gian cái tâm thần bé trở nên ổn định hơn thì khi đó đi học cũng chưa muộn đâu mọi người. Bởi vì bây giờ chúng ta xác định rồi, bé đi học là để biết chữ thôi, chứ không có thể nào tiến xa hơn nữa đâu mọi người. Đó là một cái sự thật nó phũ phàng nhưng mà đúng như vậy. Học để biết chữ để sau này ra đường làm ăn này kia thôi, chứ còn để mà học thành ông nội bà kia thì hơi khó nha mọi người, và không nói là không thể. Đó là một trong những cái sự thật mình phải nói ra trong cái clip này để khán giả hiểu được rằng là em Tuyên đi học chỉ để biết chữ thôi, để sau này không phải mù chữ và có đi làm cái gì đó cũng dễ dàng hơn. Đó là một trong những câu chuyện mà tôi thấy là rất nhiều khán giả cũng nhìn ra được và cũng muốn khuyên anh Thu hiểu được cái điều đó. Thì đó là cái thông tin mà em cũng muốn chia sẻ như vậy thôi trong cái clip này. Rất nhiều khán giả cũng muốn là biết được cái địa chỉ và số điện thoại của người cô. Thì hy vọng nếu như người cô xem được cái video clip này thì hãy để lại hoặc là liên hệ số điện thoại này cho cái sự TV để em gửi thông tin cho những cái bạn thường quân, họ gửi đồ, gửi đạt cho em Tiên nha mọi người. Hy vọng là những ai biết số điện thoại hay địa chỉ của người cô này hãy để lại dưới phần comment để em kịp thời đăng tải lên và khán giả giúp cho người cô những cái như là đồ đạc này kia, sách vở để bé Tiên có thể đi học và chữa bệnh. Đó là một trong những cái việc làm em có thể làm trong thời điểm này cho bé Tiên thôi. Thì em sẽ luôn luôn cập nhật tin tức của hai cha con để khán giả nắm được cái tình hình. Bây giờ thì bé Tiên đã về dưới quê rồi, còn anh Thu thì vẫn tiếp tục công việc mưu sinh của mình thôi. Đó là bán vé số. Chúng ta thì khi mà có những lời góp ý, chúng ta cũng nên gọi là lịch sự nha cô chú anh chị, không nên nói nặng lời quá, bởi vì anh Thu cũng tổn thương đó mọi người. Bây giờ thì dẫu gì người cha cũng tật nguyền, cũng pha phản mưu sinh để kiếm sống, chúng ta không giúp được thì cũng không nên dùng những cái lời lẽ nặng nề quá để mà nói với anh Thu. Và chúng ta hiểu sai như vậy thì vô tình làm oan đi danh dự của một con người nha mọi người. Thì em sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cái câu chuyện này. Nếu mà có tin tức gì hay là sự kiện gì mới, em sẽ lập tức chia sẻ lên ngay để khán giả nắm được tình hình của hai cha con ha. Chúc khán giả nhiều sức khỏe và luôn luôn dõi theo, soi rọi vào câu chuyện của bé Tiên để giúp bé sớm chữa hết bệnh và được đi học nha mọi người. Đó là cái mong muốn của rất rất nhiều khán giả khi mà đến với câu chuyện của hai cha con anh Thu và bé Tiên. Còn những cái vấn đề mà chúng ta đồn đoán trong đầu cái câu chuyện đến bây giờ, mình nghĩ nên khép lại mọi người. Bây giờ cũng đã xong rồi, anh Thu cũng đã gửi bé Tiên về quê rồi. Thì đó là một cái hành động cho thấy là anh Thu cũng biết lắng nghe cộng đồng, biết đúng biết sai nha cô chú anh vậy. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.